khó khăn quá rồi. này cũng như là khó khăn hoàn cảnh mà anh nói tới nghèo mà tới gớt mồng tơi, nhiều khi con Không mà không có đòi mì ăn tôm với nào mì đó. tôm mà không có Không có mì tôm để ăn luôn hả? không, mà ngoại nó thấy vậy không, mày nó mua bánh đem qua cho mấy ngày nãy xin cha nó, cha nó đủ mẹ đủ má không có cho. Nhiều khi nói nó thấy người ta mày thường có cha, nó nói cha ấy, sao con không có À, ý là nói là ai cũng có cha mà con không có cha hả? dạ nó chửi. Mình chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Tiền Giang các bạn. Hôm nay thì mình xuống đây thì được một cô ở đây giới thiệu về hoàn cảnh của ba mẹ con các bạn sống ở trong cái căn nhà dưới mé sông này các bạn. Căn nhà này thì mình thấy thì nó nát ơi là nát rồi các bạn. Thấy căn nhà nó sập sệ cũng như nó gần như là muốn sập rồi. Trong khi đó thì căn nhà thì nằm ngay sát bờ sông. Mình nghe đâu cái thời gian vừa rồi ấy, các bạn thì căn nhà này bị gió tốc và bay hết tất cả tôn nó thứ xuống sông. Và bắt đầu người dân phải chèo thuyền xuống cái sông này các bạn để vớt những cái tấm tôn lên đóng lại lên cái nhà này. Nên là mình được mọi người giới thiệu thì hôm nay cũng muốn tới tìm hiểu cái hoàn cảnh này. Thì nghe đâu thì cái hoàn cảnh này là chính là mẹ đơn thân các bạn, nuôi ba đứa con, chồng bỏ, cho nên là ba mẹ con sống bằng cái nghề bóc hạt điều cũng như đi làm thuê làm mướn, nhưng mà do thời gian dịch bệnh gần đây á thì không có đi làm được và phải ở nhà. Thì thật hư về câu chuyện này như thế nào thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vô đây để tìm hiểu nha. À, lót bằng ván à ta? Dạ. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi nha, lọt chân á. Lọt chân á hả? Dạ. À. Gãy tại một. Không đầu ướt đơn mẹ thấy gì. Cái này mình, cái này đi mà không cẩn thận là dễ bị sập lắm này. Ừ, đi dễ sập lắm á. Mẹ bà thấy mưa ướt cái tên á, bà cho cái máy giặt cũ sửa lại bà cho. Bà trong nhà. Đây là hai đứa con chị hả? Hai đứa luôn. À. Là tối mấy mẹ con là trải cái nệm xuống đây ngủ. Dạ, đó là gãy tơ người tái đỡ. Chỗ nào lành con nằm, chỗ nào bể thì mẹ nằm. À, chỗ nào lành thì con nằm, chỗ nào bể thì mẹ nằm. À. Đi từ từ đó là nha. Mình mấy cái con chị? À, em ba đứa mà nó bỏ nhà anh đi theo bên vợ hết đứa anh ơi. Ủa, vậy là hai đứa này là con của chị hai, đúng không? Hai đứa con ruột á. Hai đứa con của chị, còn một Dạ. đứa lớn là nó bỏ nhà đi Bỏ theo nhà vợ. thì mấy năm rồi, nó không có về, nó không có điện gì luôn. À, từ hồi đó giờ lóng về luôn. Đây là chỗ ngủ của ba mẹ con đây. Dạ. Sao vậy? Sao lại khóc? Hả? Tại hoàn cảnh này, em không biết nói, sao tôi À, cười. có gì thì chị cứ nói với em là được rồi. Sao con bỏ nó hay sao hay sao? Bà em khổ từ hồi có chồng tới giờ lắm. Là khổ từ hồi có chồng đến giờ hả? Anh em bằng thuê bằng mướn đủ chỗ hết, mới về đây mẹ thấy khổ mẹ cho ông ở đậu ngoài này, À. cái nhà cửa không gió bay hết rồi, cái ở đây người ta không hỗ trợ được gì hết, người ta nói ở dưới sông À, em có nghĩa là cái khổ. nhà này là chị về đây ở đậu, là ở đậu nhà bố mẹ đúng không? Nhà nhà mẹ đúng không? mẹ nhà mẹ Rồi hôm rồi là gió nó tóc hết trong sông luôn hả? tập hết chỗ nào cũng vợ của tên ơi, nhà bếp nó không có được nấu ăn, nó nấu đỡ đi mà À. bếp này mẹ bà cũng cho nó, cái gì người ta cũng cho không, không có mua À. được cái gì ta, còn cái ăn cũng không có gì ăn, lại là hàng xóm người ta cho ăn chút đỉnh, về nhà con có gì ăn nấy không có là thôi, À. nói ra thì tuổi nó không được. À, thì có gì chị cứ nói đi. Có nghĩa là giờ mấy mẹ con ở đây là ví dụ như khổ quá đúng không? Dạ, À. không có ai giúp đỡ ta, tại vì sớm trộm này người ta thấy vậy đâu có giúp đỡ, người ta nói nhà ở dưới sông. À, nhà ở dưới sông. Dạ. Ngoài đây là cái sông ở đằng sau lưng. Dạ. Còn bên kia là cái toilet. Dạ. Đó, anh thấy đó, chứ không phải che màu mè gì từ xưa giờ vậy đó. Là chị sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Mười mấy 20 năm rồi. Gần 20 năm rồi. Dạ. Rồi chồng chị đâu? Bỏ đi hồi lúc vậy có bầu mấy đứa này là bỏ đi suốt luôn. À, có nghĩa là có bầu mấy đứa này là bỏ đi. Dạ. Từ giờ là bỏ đi hẳn rồi Bỏ hả? đi rồi tự đi làm nuôi. Có nhiều khi không có tiền cái đi con đi mất dây chai đồ phụ. À. Mấy mẹ con đi mạng tới đâu mất tới đó. À. Có nghĩa là mấy mẹ con đi làm, mấy đứa nhỏ được đi học không? Không, cái đứa nhỏ nó nghỉ 2-3 năm không có tiền đi học, đứa nhỏ cũng không có tiền đi học luôn, nghỉ Mới có rồi. tí này mà bỏ học rồi hả? Dạ. Mấy bé này cũng nghỉ học luôn rồi, không có À. tiền học, không có học được. À. Rồi chị tên gì chị? Em tên Loan. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 45 tuổi rồi. 45 tuổi. Dạ. Chị Loan 45 tuổi.
chồng bỏ rồi đứa con trai lớn nó cũng bỏ luôn. Bỏ luôn, nãy 2 năm nó không có gì. Ông ta nói mấy chị này đồng môn chung nhau, chị khổ thấy giúp đậm chứ em cũng không biết gì hết trơn á. Nói chung ở đây khổ thì nhờ mấy anh mấy chị đây thôi chứ em không biết gì hết. Rồi hàng ngày là chị là bóc hạt điều đây hả? Hạt điều với ai mướn gì mặn nấy, mà có mà gác đồ ai kêu gì làm nấy. Mấy năm trước đi mặn mướn mặn, lúc gà dịch bệnh 2 năm nay không có mặn được, chứ sức khỏe bệnh không có mặn được. Bữa trước tại là chị làm mặn cái gì? Đi giúp việc nhà cho người ta 1 tiếng 2 tiếng vậy đó. Rồi hôm mấy cái này thì xanh mỏ quá, giờ không có sức khỏe mặn không được, chứ qua tim bệnh tim mặn không được. Mặn nhiều mệt. Rồi hai đứa nhỏ này là không đứa nào được đi học luôn hả? Không, thầy cô cho đi học mà không có sao tiền. Khóc con? À, thấy mẹ khóc khóc hả? À, hai đứa nhỏ này không đi học luôn à? Con tên gì con? Nó đứng dậy nói nào hoàng con. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 13. 13 tuổi. Con học lớp mấy con nghỉ? Dạ, con học lớp 5. Lớp 5 là nghỉ. Dạ, mẹ tên mẹ. Gì con? Nói đi con. Kiều hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi, nó không nhớ. Nó học nó không nhớ. Con học lớp mấy rồi con nghỉ? Mới học lớp 1 nghỉ luôn rồi. Giờ có muốn đi học nữa không? Muốn nhưng mà mẹ con không có tiền. Ra đây đi nói chuyện với chú này đâu sao đâu. Ra đây con. Bạn nó nhát. Bên tay lỡ chú nó đàng hoàng. Muốn đi học nhưng mà không mẹ không có tiền hả? Rồi mấy mẹ con ở nhà đi lột cái hạt điều này. Dạ. Đi lột. Mấy ký gì? Ngày chừng 2-3 ký anh ơi. Tại vì không có tiền gắng làm. Có khi người ta cho lãnh, khi người ta không cho. Rồi cái đứa lớn là được bao nhiêu tuổi chị? 20 tuổi. 20 tuổi Tết nó bỏ đi. 20 gì? 3 năm nay chưa về luôn. 2-3 năm không có về. Mới nhỏ tí này là đã đi học rồi. Tiền có ăn có đâu cho đi học. Có hộ nghèo ví dụ người ta cho đi học miễn phí. Người ta không phát, người ta nói có mà người ta không có cho. Người ta nói là đó giờ về đây khổ là vậy không luôn á. Nhờ có mấy tên này thôi chứ không cần cái gì, còn có cái gì trong nhà xứng đáng thôi. Thôi ta đừng khóc quá. Thôi nín nín. Gãi hết trơn rồi chưa vô trong anh coi coi. Dạ. Nhà cửa giờ nó tiêu hết trơn, đâu phải nó bậy đâu. Mấy mẹ con là nằm đây ngủ nè. Dạ. Nằm chỗ này, nằm không. Nè anh thấy nè. Nằm không cần thấp. Dạ, nhà cửa sống hết trơn à, không có gì hết trơn. Dạ dạ. Quá hổm gió bay tơn, người ta cho mấy miếng mũ này bao lại ở. Mấy mẹ con là cứ ở nhà sống bằng cái nghề bóc hạt điều thôi đúng không? Dạ. Em đi qua đây tí nha. Lọt nha giờ. Thằng ông lọt chân này. Đây là cái chỗ này là cái phát của cái sông. Dạ. Không cẩn thận là nó sập dưới. Dạ. Không có cái gì chứng đáng đâu mấy anh ơi. Mẹ cái gì ba cũng cho hết á. Mấy cái cây đây nó cũng gãy hết rồi. Dạ, ở xã này ta thấy như vậy ta không có chết. Gãy. Này mà nhún cái là sập luôn. Dạ đúng rồi. Ở đây xã không có ai lên cho cái gì tên nữa. Không có báo rồi vú và bay tên đó. Không ai cho cái gì hết trơn. Tại mình nghèo chứ mình đâu có dám muốn gì đâu. Là mình bóc được mấy ký hạt điều ấy là bao nhiêu tiền một ký gì? Có 8.000, ký 3 ký được có 2 mấy ngàn. 3 ký được 2 mấy ngàn rồi mấy mẹ con nó ăn được bằng cái tiền đó. Dạ, mà một tháng mới giao được lần chứ còn không hết gì thôi. Có gì qua ngoài nó xin đồ ăn cho mấy nhỏ ăn. Không có thì mình tự ăn nước mắm, nước muối gì đó mình ăn. Một tháng là xin được một lần. Dạ. Một tháng là đi cân bán cho người ta được một lần. Một dạ. Tháng mới được bao nhiêu tiền nữa? 350 à. Một tháng được 350. Dạ. Ba mẹ con sống. Dạ. Nó cha, thấy rõ ràng. Cha nói giờ bỏ đi là lấy người khác rồi hả? Dạ, này có vợ con bự hết rồi. Lúc em mới ăn thai nhỏ này là ngoài ý muốn của em. Tại em không biết, đi mặn á rồi. Anh đi về, anh nói thôi giờ tụ hình lại mặn ăn. Em cũng tưởng vậy, anh đi mấy năm trước rồi. Về nhà thấy em mặn này kia giữ con nít người ta đó. Được chút đỉnh, được 2-3 triệu vậy đó. Vậy rồi cái anh đi luôn tới vợ là hồi đốt cơm bầu nhanh ảnh đâu có chịu để. Anh kia phá đi, tại em không thấy có con. Cái thằng kia nó bệnh hoài, em sợ nó chết. Nó bệnh nặng rồi chút sĩ chạy rồi cái đầu để nhỏ này ra. Là cô bị gì chị? Anh hồi đó nó bị viêm xương rồi nãy nó ăn uống tới 2 gò má sưng tên rồi lâu lâu nó bị viêm họng nó khạc ra máu không mà. Nhưng mà giờ khỏi chưa? Dạ đỡ rồi nhưng mà cũng còn lâu lâu nó bị sổ mũi nó khạc ra máu không mà. Cái bác sĩ nó hồi giờ chị gán trị đi về dưới thì chị xin thuốc ở xã ai cho thì cháu uống cho thì thôi chứ lên đây em không chịu chị nữa bỏ luôn 8-9 năm nay. Cái nhỏ này nó ra đời cha nó kêu em bỏ em không bỏ em để vậy em nuôi. Rồi là ngày xưa đi làm được ít tiền đúng không? Sau đó là chồng nó bỏ đi rồi nhưng mà nó về nó rụ nó lấy hết tiền rồi nó đi đúng không? Dạ tiền cuối giờ nó chia em chỉ 3 đứa con không chia được cái gì cho em thương. Vậy là ẩm vi nhà tôn bay hết giấy tờ rồi cũng bay ướt trơn không được gì hết trơn. Ở ngoài quý ban đâu có không xét được cái gì mà
Ở ngoài tò cũng vậy luôn, chị em ba đứa con trắng luôn, không tin anh hỏi hết cái lạc này coi, không phải em nói thêm đâu. Chị em ba đứa con không chịu được cao nguyên đất, không được cái gì trong nhà, có tài sản gì anh lấy đi tư. Nhưng mà lúc hai vợ chồng ở với nhau ấy, thì có tài sản gì không? Anh có chiếc xe mười mấy triệu anh bán rồi. Bây giờ anh có xe khác, anh hai mấy ba chục triệu anh cầm anh đi, đâu có cho được gì đâu. Đất đai cũng không có luôn. Không, ở đây đất đậu mẹ, rồi khi người ta đuổi tới đuổi lui rồi mình không có tiền. Nói chung khổ mình mới ấy thôi chứ ai mà muốn cái tỷ như anh cũng muốn có tiền có của chứ ai muốn khổ như vậy. Ý là hỏi là lúc mà trời hai vợ chồng ở với nhau là có tài sản gì không đến lúc kia rồi sao không có gì tên ra thôi vậy, ảnh không cho được gì tên cho con không, ba đứa con không. Có nghĩa là cái lúc mà ly dị là chỉ có được mấy ba đứa con thôi. Dạ. Ra tòa ngoại xử cũng không cho em được gì nữa, nói xử vậy đi rồi từ từ thảo luận, mà anh này anh hỗn nó bính đập hoài nó mới cho được cái gì tư. Hiện giờ con đói kêu đó cho xin gói mì tôm, thùng mì tôm gì xin nay 2 tháng không có cho luôn nữa, bột ngọt cũng không cho ăn. Có nghĩa là mấy tháng là con không có gì. Không, cả năm nay, 2 năm nay không dòm tới luôn, bỏ luôn, bảo tố vậy cũng không hỏi điện tới thăm con cái gì tư. Là khổ quá mà xin chồng bày bánh mì cho con mà không cho luôn. Dạ không, chậm sớm giờ điện lại nói nhỏ nó khổ vậy đó, nhờ người này kia chuyện ra để ta cho 5 kg gạo ăn. Mùa dịch bệnh này tới giờ vậy không á. Với mẹ bà cho. Khổ mà... thân mấy đứa nhỏ này giờ không đi học rồi sao tương lai nói sao đây. Bởi vậy khổ chứ làm gì giờ. Người này cho bao gạo, kia cho bao gạo nuôi con. Mẹ giờ mới mua giùm. Hai mấy mẹ con còn gạo ăn không? Mẹ mới mua giùm được bao. Mẹ thấy khổ quá mới mua giùm. Mới nói mặn chừng nào có tiền gửi lại. Chứ ba đâu có cho đâu. Bao bao nhiêu tiền chứ? Không biết nữa. Tại vì không có mua em không biết. Có nghĩa là giờ mẹ cho được đồng nào thì mẹ cho giúp được tí nào giúp thôi đúng không? Mẹ mới cho gì thì mừng cái nấy. Tại vì mẹ ba cũng khổ. Rồi ba đi có về thăm mấy đứa không? Không. Không luôn hả? Con này mới bé này 7 tuổi, là bé này là lúc đấy là ra vợ chồng là ly dị rồi. Lại có nghĩa là về ru là được bé này đấy đúng không? Về ru để lấy tiền là còn lại để sinh được bé này đấy đúng không? Dạ. Lúc trước anh kêu bỏ đứa này đi, anh không có nuôi đâu, đừng để. Rồi em thấy thằng kia nó bệnh yếu quá đi, bác sĩ chạy rồi em mới để nhỏ này. Thằng này giờ nó cũng bệnh không, đâu có nhớ cái gì đâu, nó có mận gì được đâu, nó cũng con bệnh. Đi học con có không đi học con có buồn không? Ý là con cũng muốn đi học để cái về sau lớn lên đi làm cái tiền nuôi mẹ đúng không? Nhưng mà giờ không đi học. Mới lớp 1 thôi đúng không? Dạ. Nó lớn hơn con. Cô này bây giờ mới học có lớp 5 là nghỉ rồi. Còn giờ nếu mà đi học là học lớp mấy? Nó đi học là theo nó học cũng lên lớp 6 mà. Hồi đó giờ nghèo quá cho nó nghỉ này 3-4 năm rồi. Nghỉ 3-4 năm rồi? Dạ. 4 năm rồi. Năm nay nó 5 năm rồi. Nghỉ 3-4 năm rồi về sau rồi tương lai nó sao trời? Tại vì cha nó không lo, cha nó nói vậy tao không có tiền, đủ không mà chửi là toàn là đủ mẹ, đủ má với nó đánh vô lớp mình rồi. Không có tiền mà sao đẻ lắm mà cuối cùng là rồi đó em đâu phải có bầu liền đâu, một sao đứa 7-8 năm mới đứa không. Cha con nói là con ra đời là cha không nuôi nữa hả? Cha nói mấy ai? Cha chửi mẹ con, quấn mẹ con, nói là sinh con ra là không có nuôi nữa. Dạ. Đúng không? Sinh con ra xong mẹ và ba con kéo mẹ con ra quấn. Dạ. Con có buồn không? Dạ, buồn. Lúc đó là con cũng muốn cha con quấn con mẹ con. Cha con quấn mẹ con. Sinh con ra mà cuối cùng là con mình mà cuối cùng đối xử vậy đấy, lại đàn ông bất tài vô dụng, thậm chí tới bếp gà nghe em muốn chửi luôn đấy. Mẹ bà cũng cho nấu mà nấu hư hết bia bên cậu có bên. Dạ. Chồng chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em cũng không biết nữa, nay lâu quá em không biết, không gặp không biết luôn, lâu quá không biết tuổi. Dạ. Bao nhiêu tuổi ạ? Không biết luôn, nay không biết nhiều nữa, em không có biết. Nó bằng tuổi chị không hay hơn? Lớn hơn mà không biết nhiều, em không biết. Không nhớ tuổi chồng luôn hả? Không. Là đi cũng mười mấy năm rồi hả? Dạ, đi rồi lúc này mới có bầu tới giờ đi thằng lớn á. Đi hoài vậy đó, rồi sau này cái về nói em vậy đó. Mới mang thai nhỏ này ngoài ý muốn rồi cái em tính để nuôi, ảnh kêu bỏ đó. Con gia đình không cho bỏ, nói hơi lỡ rồi. Tại vì hai thằng trai thằng này nó bệnh hoài, nó biết nó có sống không. Đi về cô dì ruột nói thằng này nè, nó không có sống đâu, đừng để.
Rồi em nói thôi kệ mai chỗ phước thầy, coi tới đâu hay tới đó chứ tự nhiên cái gì về bỏ sao được. Hồi đó nó bị viêm phổi nặng lắm á, nó chết, nó tưởng đâu nó chết luôn á. Nhưng mà giờ là khỏi đỡ rồi đúng không? Giờ đỡ rồi, chứ nó lâu lâu nó còn bệnh, nó thở không được. Lâu lâu nó tái phát là tận mưa gió là nó tái phát. Có nghĩa là trời lạnh hay là trời trở trời đó là bắt đầu là tái phát là bắt đầu là lại bệnh hả? Dạ. Anh em của nó nhờ người ta cho quần áo rồi mặc với cơm nước rồi ăn hàng ngày bao em. Tôm dịch bệnh ai không có mần gì được. Nói chung quý ban nó xét cho có hộ nghèo đây 20-30 năm mà nó không có cho. Con đi học cũng tự đi mần đóng không chứ đâu có ai bớt cho hoàng nào đâu. Giờ hoàn cảnh khổ quá, tầng ước chân gáo lấy đầu mần nuôi con nổi mà đâu đi học được. Mấy anh thấy đó nhà cửa tuần là được 350 ngàn thôi à. Một tháng được 350 ngàn. Tại vì mình lột này lâu lắm, em không có sức khỏe không lột được. Lột phải nằm trên cái võng, kệ gối lên thở mới được. Nó cái gối còn để thở mới được, chứ không thở được. Là bị làm sao chị? Em bị tim hồi nhỏ tới lớn giờ lắm. Có nghĩa là bị tim giống kiểu với bẩm sinh. Dạ. Là nằm bên trong cái này để bóc hạt điều hả? Dạ. Rồi nhiều khi người ta kêu đi mặn, em muốn thuốc 2-3 ngày mới khỏe, đi mặn mới khỏe rồi thôi. Nhiều nay nói hụt hơi nó không được, cái mẹ bà nói đi khám đi mà. Em không có tiền, nhiều khi người ta lên vận động nó chị đi mua bảo hiểm rồi đi, cũng không có tiền mua nữa. Tội hai đứa nhỏ này giờ không biết làm sao này. Bé này giỏi ham học. Bé này giờ đi, nếu mà đi học, bé trai thì bỏ nó hơi lâu rồi. Còn bé gái thì bây giờ mới học lớp 1 thôi. Dạ đúng rồi. Giờ cũng không có tiền cho nó đi học luôn. Lớp 1 thì đâu bao nhiêu tiền đâu. Nói chứ tiền nhiều lắm nơi, tiền ăn học, tiền sách vở, quần áo là 2-3 triệu rồi, tiền tượng, tiền bảo hiểm này kia nữa. Giờ anh học online cũng phải có tốn tiền nữa. Cái gì con? Dạ cô, con đợi lấy bảo hiểm, đừng đóng tiền đi học, đừng có tiền. Ý là cô kêu là có tiền đóng tiền bảo hiểm, tiền học nào kia là đi học hả? Dạ. Học có học hết lớp năm lớp 1 không? Dạ hết rồi, mà giờ... Là con biết đọc chưa? Chưa, nó không biết chữ, tại vì lo đi mặn, không có kìm nó được đó. Mấy năm đó còn khổ đi gán đi mặn. Cái mới vừa được nghỉ dịch kế bắt đầu bão tố tới. Là học gần trường gần đây không chị? Dạ, xa 3-4 cây số lần. 3-4 cây số hả? Dạ. Nếu đi học là phải chở đi đúng không? Dạ, người ta chở đi giùm với mình. Có lúc đó anh nó còn khỏe đó. Chở đi học cũng mấy thì mượn người ta chở. Mới khi mượn người ta rước về. Mà tấm mũ đó mẹ bà cho chứ nhà cũng không mua nổi nữa. Chúng là nghèo quá rồi đúng không? Nghèo khó khăn quá rồi. Này cũng như là khó khăn hoàn cảnh mà anh nói tới nghèo mà tới gớt mồng tơi, nhiều khi con mà không đòi ăn với mì tôm mà không có. Không có mì tôm để ăn luôn hả? Không. Mà ngoại nó thấy vậy, ông mày nó mua bánh đem qua cho. Mấy ngày nãy xin cha nó trả đến đây. Tụ mẹ đủ má không có cho. Có nghĩa là cha nó là cũng gần đây hay sao vậy? Anh ở An Giang. Ở An Giang hả? Chứ em biết vậy thôi chứ em không biết chỗ nơi gì hết. Nhưng mà có số điện thoại để gọi hả? Em không biết luôn, mấy đứa này nó xin đâu mấy vị cô gì của ảnh á. Lâu lâu mới điện được, còn chứ điện hoài đi không được. Nó cắt nguồn, tao không cho điện. Có nghĩa là cũng có biết số điện đúng không? Biết số mà điện anh không bắt máy đâu. Anh giờ anh đổi sim tùm lum hết. Vì anh thấy mình điện lần là anh phá máy, anh đổi số khác. Vậy đó. Người đó kè kè và anh không có cho bắt máy. Là giờ có vợ có con khác rồi. Có con bự anh ơi, tại người ta giàu mà mình nghèo làm gì sánh bằng. Nhỏ em giàu qua vô thăm mới nói trời ơi khổ gì khổ dữ rồi này. Chị có xài số điện thoại không? Em không có điện thoại, không tin nói mấy chị này coi, đi cúng. Có sao con ta? Con có hàng con nữa, có. Con số điện thoại của con là bao nhiêu? Con cũng không nhớ mà con có số. Số có trong cái máy của con á, con lấy cái máy của con nhá số qua cho chú ơi. Đi mần cái chú kia mua cho nó, đừng đi mần cho người ta, đừng bữa hay bữa. Đi rửa xe tải rồi đó, người ta kêu lại rửa. Đi rửa xe tải hả? Dạ, mà 5-10 tháng mới điên lận, phải đi hoài, tại vì dịch bệnh đi. Sao con? Con bị gãy tay hồi còn học mẫu giáo hả? Nó hồi đó học mẫu giáo nó bị gãy tay đó. Đi mặn dưới rồi phải na đi theo mặn cái nó ruột băng sớm á. Không được đi khám giờ lâu lâu nó nhức. Cái tay nào con? Cái tay nào? Tay phải hả? Vậy là ông anh gãy anh sát bên nè. Lâu lâu anh kêu rửa chiếc xe 5-30 ngàn vậy đó. Mà 2-3 tháng mới rửa một lần chứ không phải rửa hoài. Rồi anh thấy vậy anh cho đơn cô này nhớ này dạy học mà dạy không được. Học không được, máy không có chức năng học không được. Vậy là đi rửa xe mướn rồi, mấy tuổi này đi rửa xe mướn rồi. Dạ.
lâu lâu mới người ta kêu rửa lần chứ không phải rửa hoài. Tỷ người ta thấy khổ á, ta kêu giúp lần hai lần chứ tao mới kêu hoài. Chứ nó còn nhỏ quá, nó chưa kinh nghiệm rửa xe, người ta đâu kêu rửa thường. Nó thấy xịn bụng quá, thấy không có tiền, lại than người ta treo. Số đâu số nào con? Cái số sim vi hay là sim gì? Sim mobi là cô cho đó. Điện sim mobi hay vậy? Việt Theo á, 26 đô của con á, còn cái kêu mobi cô cho. Hôm nhà trường tổ chức cho cô, thầy cho cái sim để học mà học cũng được, chức năng máy học cũng được. Có nghĩa là máy này nó ấy quá rồi đúng không? Nó cũ quá, học không được. Với giờ mà coi phim coi cũng không được nữa. Không có tiền nhá qua luôn hả? Không. Con nhá được không con? Con bấm 10090 xong bấm vào cái chỗ mà số điện thoại của tôi á. Không thôi cũng được, để địa chỉ nhà mình là bao nhiêu chị nhỉ? Không có sao địa chỉ. Đây coi con này, mày dò bên số này có điện thoại của số của con mà. Con không biết làm rồi. Có số cho đăng lên đi. Có đây nè, em lấy lục nha. Đây hiện lên cái số của con em. Đó có số trên đó anh. À, cái số trên nhất luôn á. Số này nè. Số trên nhất á, còn số sim dưới là Mobico cho. Số này là số 0365837926. Đúng rồi. Không? Chị tên gì nhỉ? Em tên Loan. Chị Loan. Dạ. Yeah. Là cái số điện thoại của chị Loan cũng như mẹ con chị Loan là 0365837926. Dạ. Yeah. Yeah. Nếu mà các cô chú các anh chị nếu mà muốn giúp đỡ cho gia đình thì cứ gọi vào cái số đó nha. Mình đọc lại một lần nữa là 0365837926 nha. Dạ. Số này của chị Loan. Dạ. Của con chị Loan. Dạ. Nếu mà mọi người quý vị và các bạn nếu muốn giúp đỡ cho thấy gia đình cái máy thì này nó đã cũ rồi đâu có học được cái gì đâu. Nạp vô cái nó học cũng được, cô cho cái sim. À. Tôi thấy hoàn cảnh khổ quá, cô nói hơi gán đi học đi rồi cô cho tập vợ rồi học mà học cũng được, rồi không có vô học được rồi cái cô không có cho gì hết trơn. Bạn bè đi học ị ị nó không có học được cái tội cho nó. Hôm nay em tới thăm gia đình nha. Yeah. Để em về em chia sẻ, nếu mà các cô chú các anh chị nếu mà có giúp đỡ thì sẽ gọi điện cho mẹ con chị. Dạ, yeah, em cảm ơn nhiều. Cái có ai mà muốn giúp cho mẹ con chị thì cứ gọi vào cái số điện thoại cho mấy mẹ con ha. Dạ. Yeah. Bây giờ em thay mặt cô Phương Vũ ở bên Mỹ gửi biếu cho gia đình 1 triệu mua gạo mua thức ăn ha. Dạ, yeah, em cảm ơn. À, cho mấy đứa mua đồ ăn nha. Lâu rồi có được ăn thịt không, cá gì không? Không luôn á hả? Dạ, ăn toàn là đu hủ này kia, ta ăn cho. Ăn toàn đu hủ không hả? Mì không có mà ăn thì lấy gì nó mua thịt đúng không? Thôi bình tĩnh chị. Từ từ mọi việc rồi. Yeah. Nhiều khi nhỏ, tôi thấy người ta ngoài đường có cha. Tôi nói cha, sao con không có cha? Ý là nói là ai cũng có cha mà con không có cha hả? Dạ, dạ nó chửi. Đứa qua ngồi bên mẹ rồi, qua ngồi giúp mẹ. Tại thấy bọn con với con em khổ quá, em không biết làm gì hơn. Em biết nhờ anh chị giúp đỡ giùm mang ơn. Rồi em thay mặt cô Phương Vũ gửi biếu cho mấy mẹ con 1 triệu mua đồ ăn, mấy mua gạo, mua thóc. Dạ, em cảm ơn nha. Nhiều. Nhà, dạ. Tiền này là của cô Phương Vũ. Dạ. Nha. Dạ. Rồi về em về em chia sẻ, nếu được mọi người giúp thì em sẽ ghé em thăm lại, hoặc là ví dụ như thế có số điện thoại mọi người đó. Dạ. Thì ví dụ ai gọi cho chị thì chị nghe máy nha. Dạ dạ. Em cảm ơn nhiều. Dạ, anh thấy cái tông mình không có điện thoại nạp luôn có đâu. Dạ dạ dạ. Điện nha ơi. Dạ. Rồi thôi em cũng xin tới đây em thăm và xin phép nha. Dạ dạ. Nếu có dịp thì em ghé em thăm sau nha. Dạ em cảm ơn. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị luôn. Dạ. Thôi quý vị và các bạn ơi, hôm nay thì mình tới thăm mấy mẹ con chị Loan các bạn, thì thấy hoàn cảnh của gia đình của chị ấy thì cực kỳ khó khăn các bạn. Chồng thì bỏ, con cũng bỏ, cho nên là thấy mấy mẹ con cũng tội các bạn, nên mì nhiều khi không có để ăn nữa. Thì mình tới mình chia sẻ hoàn cảnh này, thì nếu các cô chú anh chị muốn giúp đỡ thì cứ gọi điện cho chị Loan. Và bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đó các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau nha.